Sai lầm lớn nhất của một người đàn ông trong cái chuyện tình cảm ấy, đó chính là đánh mất một người con gái sẵn sàng ở bên cạnh mình trong cái giai đoạn mà mình đang khó khăn, đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp của bản thân. Các ông phải hiểu là cuộc sống này ấy, nó thực dụng lắm. Nếu như mà các ông không có tiền bạc, không có sự nghiệp ấy, thì đừng bao giờ các ông hy vọng là chuyện tình cảm của các ông sẽ được hạnh phúc. Thế nên nếu như có một người con gái luôn ở bên cạnh động viên các ông, luôn sẵn sàng cùng các ông vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách của cuộc đời này, dù cho ông đang ở trong hoàn cảnh nào, dù cho ông còn 10.000 hay 20.000 ở trong ví, cô ấy vẫn luôn yêu thương và động viên ông ấy, thì hãy giữ cô ấy thật chặt.